Vâng, ừ, tôi nghĩ là bây giờ thì chắc chắn là chị lại sẽ có thêm những cái lý do để mà quay lại Hội An phải không ạ? Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyến đi của chúng ta cũng đã hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trên sóng FM 96.5 và trang web vov2.vn. Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài. chương trình hướng dẫn học tiếng Anh. Chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc. Learn English through stories. Thưa các bạn, trong chương trình học tiếng Anh qua truyện đọc hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới các bạn phần tiếp theo của câu chuyện. Goodbye Mr. Chips. Như các bạn đã biết, thầy Chip đã không còn gặp khó khăn với việc thu xếp mọi việc, cũng không còn cảm thấy xấu hổ về công việc cũng như giá trị của mình một chút nào nữa. Và giờ đây, mọi người đã trở nên quen thuộc với hình ảnh của một thầy giáo, hàng ngày đứng trên bậc thềm gần hội trường lớn để điểm danh. Những cậu bé rất thích thú với việc bắt chước địa bộ của thầy. Đối với riêng thầy Chip, Thầy cũng thưởng thức những cái tên trong danh sách điểm danh như một đoạn điệp khúc thú vị. Và dù cho Catherine đã đi xa, nhưng thầy đã tập được thói quen suy nghĩ giống như cô và giải quyết mọi việc điểm tĩnh và công bằng. Để hiểu được câu chuyện ngày hôm nay, các bạn cần nắm được những từ và nhóm từ sau đây. Frankly Thẳng thắn Confess Thú nhận Heartily Vui vẻ, nồng nhiệt Succeed Nối ngôi, kế vị Interval Một khoảng thời gian giữa hai sự kiện Appointment Sự bổ nhiệm Successor người kế vị acting head quyền hiệu trưởng faint mong manh assembly tập trung mild hoài nhã ôn hòa stern nghiêm khắc lạnh lùng summon triệu tập grieve đau buồn service buổi lễ to be on strike đình công bãi công cottage nhà tranh queer kỳ cục Quái gở. Một số hiện tượng ngữ pháp cần lưu ý trong phần này. Câu gián tiếp. Chúng ta sử dụng câu gián tiếp để truyền tải ý nghĩa của những điều đã được nói đến. Trong câu gián tiếp, chúng ta phải thay đổi các đại từ vì chủ ngữ của câu gián tiếp và câu trực tiếp không giống nhau. Đôi khi, thời của động từ cũng thay đổi, vì hầu hết là kể lại nên chúng ta thường dùng các thời quá khứ để tường thuật lại có thể dùng các động từ sau với mệnh đề that đi kèm. Ví dụ như Announce, answer, explain, mention, promise, reply, say, suggest, tell and warn. Thông dụng nhất là Say and tell. Ví dụ, câu trực tiếp I want some ice cream with syrup, Mary says. Câu gián tiếp Mary says that she wants some ice cream with syrup. Mời các bạn nghe phần 17 của câu chuyện. Goodbye Mr. Chips, part 17. Tuy nhiên, thầy Chip cũng có chung nhận định với học sinh của mình về ông Lloyd George. Thầy không quan tâm tới ông ta lắm. He did, however, share the general view of his class about Lord George. He did not care for him. Nhiều năm sau đó, khi ông Lloyd George tới trường như một vị khách danh dự trong buổi lễ phát bằng, thầy Chip sau khi được giới thiệu với ông ta đã thẳng thắn nói rằng Years later, when Lloyd George came as a guest of honor to the Brookfield Speech Day, Chips was presented to him and said frankly, Thưa ông Lloyd George, tôi thực sự đã đủ già. Uhm, để nhớ về ông như một người trẻ tuổi, và um, tôi phải thú nhận rằng um, tôi thấy ông đã tiến bộ hơn trước um, rất nhiều. Mr Lloyd George, I am really old enough um, to remember you as a young man, and um, I confess you seem to me um, to have improved um, a great deal. Thầy hiệu trưởng cùng đứng đó với họ cảm thấy hơi sốc. Nhưng ông lòi George thì lại bật cười rất vui vẻ. Trong lễ cử hành sau đó, ông ta đã nói chuyện với thầy Chip nhiều hơn bất cứ một người nào khác. The headmaster standing with them was rather shocked. But Lord George laughed heartily. During the ceremony that followed, he talked to Chips more than to anyone else. Về sau này, một người nào đó đã nói rằng, cứ như thầy Chip đấy, thầy ấy luôn làm vậy. Tôi cho là vào cái tuổi đó thì bất cứ những gì bạn nói với bất cứ ai cũng đều ổn cả. Just like Chip someone said afterwards. He gets away with it. I suppose at that age anything you say to anybody is all right. Vào năm 1990, ông Meltrom già đua đã qua đời. Cho tới lúc ấy, ông đã nhường chức hiệu trưởng lại cho thầy Weatherby và đã quản lý văn phòng được 30 năm rồi. In 1900, old Meldrum died. He had succeeded Weatherby as headmaster and had held the office for 30 years. Trong quãng thời gian trước khi người kế vị được bổ nhiệm, thầy Chip đã trở thành quyền hiệu trưởng của Brookfield. In the interval before the appointment of his successor, Chips became acting head of Brookfield. Chỉ có một cơ hội rất mong manh rằng những người lãnh đạo sẽ để cho người bổ nhiệm giữ chức trong thời gian dài. There was just the faintest chance that the governors might make the appointment a permanent one. Nhưng thầy Chip cũng không hẳn thất vọng khi họ gửi tới một người đàn ông trẻ hơn thầy rất nhiều, chỉ có 37 tuổi. But Chips was not really disappointed when they brought in a much younger man of only 37. Viên hiệu trưởng mới có trình độ chuyên môn tốt hơn thầy Chips, với tấm bằng danh dự xuất sắc và một thành tích thể thao hoàn hảo tại trường đại học. the new head was much better qualified than chips with a first class honours degree and a splendid sporting record at university. and he had the kind of personality that could reduce a school assembly in the big hall to silence by the mere lifting of an eyebrow. thầy Chips không thể đấu tranh với kiểu người đó được, và thầy cũng biết điều đó. Tính cách của thầy khá khác biệt, hòa nhã và nhẹ nhàng, đối lập với thái độ lạnh lùng và mạnh mẽ của viên hiệu trưởng mới. Chips could not compete with that kind of person, and he knew it. He was quite a different character, mild and gentle, compared with the new head's stern and forceful manner. Những năm sau đó, trước khi thầy nghỉ hưu vào năm 1912, chứa đầy những hình ảnh được nhớ rất rõ. The years that followed before his retirement in 1912 were full of clearly remembered pictures. Vào một buổi sáng tháng 5, trường trường cất tiếng reo bất thường. Tất cả mọi người được triệu tập đến hội trường lớn. One May morning, the school bell rang at an unusual time. Everyone was summoned to assemble in the big hall. Viên hiệu trưởng mới, Raston, mặt trông rất nghiêm khắc và hệ trọng phát biểu rằng tất cả mọi người sẽ đau lòng sâu sắc khi biết rằng đức vua Edward VII đã băng hà sáng nay Ralston, the new head, looking very important and severe, addressed his audience. You will all be deeply grieved to hear that His Majesty King Edward the died this morning. Chiều nay sẽ không có lớp học nào cả nhưng sẽ có một buổi lễ tại nhà thờ vào lúc 4 giờ 30. There, will be no this but there will be a in the at Tiếp tục hiện ra trong tâm trí thầy Chips, đó là hình ảnh một sớm mùa hè trên đường dây xe lửa gần Brookfield. Then came into that on the line near Brookfield. Những nhân viên đường sắt đang bãi công, nên bộ đội phải lái tàu, đã được ném liên tục lên tàu. The railway men are on strike. Soldiers were driving the engines. Stones had been thrown at trains. Những học sinh Brookfield đang quan sát tình hình, nghĩ rằng toàn bộ chuyện này thật thú vị. Brookfield boys were keeping watch on the line, thinking the whole business was great fun. Chips, người nhận nhiệm vụ quản lý học sinh, đứng hơi xa một chút so với bọn trẻ. Thầy đang nói chuyện với một người đàn ông tại cửa của một ngôi nhà tranh. Chips, who was in charge, stood a little way off, talking to a man at the gate of a cottage. Cậu bé Cricklet tiến về phía thầy. Thưa thầy, nếu gặp một người đang đình công thì chúng em nên làm gì ạ? Young Crickland approached. Please, sir, What shall we do if we meet any strikers? Em có muốn gặp một người như thế không? Thưa thầy, em cũng không biết ạ à. Would you like to meet one? Uh, I don't know, sir. Chips nghĩ rằng cậu bé này thật ngây thơ. À, thầy nói về những kẻ đình công như thể họ là những con thú kỳ cục bị sòng từ sở thú vậy. God bless the boy, thought Chips. He talked of them as though they were queer animals out of a zoo. mời các bạn nghe lại toàn bộ phần chuyện ngày hôm nay bằng tiếng Anh và trả lời câu hỏi sau đây của chúng tôi. What happened in the May morning when the school bell rang at an unusual time? Các bạn hãy so sánh với đáp án của chúng tôi cho ngày sau đó nhé. He did, however, share the general view of his class about Lloyd George. He did not care for him. Years later, when Lloyd George came as the guest of honor to a Brookfield speech day chips was presented to him and said frankly mr lloyd george i am really old enough uh, to remember you as a young man and um i confess that you seem to me um to have improved a, a great deal the headmaster standing with them was rather shocked but lord george laughed heartily during the ceremony that followed, he talked to Chips more than to anyone else. Just like Chips, someone said afterwards. He gets away with it. I suppose at that age anything you say to anybody is all right. In 1900, old Meldrum died. He had succeeded Wetherby as headmaster and had held office for 30 years. In the interval before the appointment of a successor, Chips became acting head of Brookfield. There was just the faintest chance that the governors might make the appointment a permanent one, but Chips was not really disappointed when they brought in a much younger man of only thirty seven. The new head was much better qualified than Chips, with a first class honors degree and a splendid sporting record at university. He had the kind of personality that could reduce a school assembly in the big hall to silence by the mere lifting of an eyebrow. Chips could not compete with that kind of person, and he knew it. He was quite a different character, mild and gentle, compared with the new head's stern and forceful manner. The years that followed before his retirement in nineteen twelve were full of clearly remembered pictures. One May morning the school bell rang at an unusual time. Everyone was summoned to assemble in the big hall. Ralston, the new head, looking very important and severe, addressed his audience. You will all be deeply grieved to hear that His Majesty King Edward the Seventh died this morning. There will be no school this afternoon but there will be a service in the chapel at 4:30 Then there came into chips's mind that summer morning on the railway line near Brookfield the railway men were on strike soldiers were driving the engines stones had been thrown at trains brookfield boys were keeping a watch on the line thinking the whole business great fun Chips, who was in charge, stood a little way off, talking to a man at the gate of the cottage. Young Crickland approached. Please, sir, what shall we do if we meet any strikers? Would you like to meet one? Oh I, I don't know, sir. God bless the boy, thought Chips. He talked of them as though they were queer animals out of a zoo. The gì? His Majesty King Edward VII died that morning. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau. chương trình hướng dẫn học tiếng Nhật. Radio Nihongo Koza. Chào các bạn, mời các bạn đến với chương trình học tiếng Nhật qua đài tiếng nói Việt Nam. Trước hết, chúng ta sẽ học bài 81 chương trình cùng nhau học tiếng Nhật phần 2 với mẫu câu cơ bản là chiếc mũ đó hợp với chị nhỉ? <laughs> 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 Minasan, konnichiwa, des. xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học tiếng Nhật bài số 81 của bộ phim Japan My Love hay là nước Nhật tôi mến yêu. Vậy là chỉ còn hai tuần nữa anh Leo sẽ về nước. Hôm nay anh Leo và chị Aki, người mà anh thầm thương trộm nhớ, cùng đi mua quà lưu niệm để anh Leo mang về nước. Mời các bạn nghe đoạn hội thoại sau. aki Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nội dung của đoạn hội thoại vừa nghe. Khá lâu rồi, anh Leo mới gặp lại chị Aki. Aki-san, ne. Anh Leo nói, chị Aki này, cái mũ đó hợp với chị nhỉ. Đây là mẫu câu của bài học hôm nay. Chị Aki đáp, cảm ơn anh. Arigato. Sau đó, chị Aki hỏi, thế chúng ta sẽ đi đâu nhỉ? de, ni ikimashou ka? Tokoro de là từ được dùng để chuyển sang một chủ đề nói chuyện khác. Anh Leo trả lời, tôi xin để chị quyết định. Đây là một cách.